ngay chỗ cái sân vận động hồi xưa đó, mình học thể dục á. Bữa nay là đường xá rồi, người ta làm lại hết rồi, đi rất là sướng. Đó, rẽ phải rồi, có đường rẽ phải nữa là lên cái sân vận động hồi xưa đó. À, bây giờ là trường cấp 2 Nguyễn Nghiêm á, là lên trên đó nha các bạn. Trời ơi, đi nhậu bị loạn loạn vậy. Đây, nhà sinh hoạt văn hóa tuổi dân phố 4. À, khu nào tuổi dân phố 4 nha các bạn. Cái đoạn nãy mình với rẽ phải á, là đã thành đường Vũ Tùng rồi nha. Rồi nãy mà cái đường lên qua đó mới là cái đường Nguyễn Dung. Còn rẽ phải là ra đường Võ Tùng nhé. Võ Tùng ở đây là vẫn thuộc thị trấn Đức Phổ nha các bạn. Đó, sáng tiện ngay thì mình sẽ quay luôn cái đường Võ Tùng cho bạn xem luôn. Mình quay hết đến đoạn thị trấn thôi. Thế có gì mà tôi đông dữ ta, nó như cánh Sài Gòn á, chiếc xe đó mà thấy đông ghê. Hình như là đèn đỏ ngay chỗ đường rải cho lửa thôi các bạn. Đâu phải đường ra xe lửa đâu, rồi dân người ta đi đâu nữa ta. Nay cô nhân kẹt xe nghe lạ quá. Là đúng đám tang nha các bạn, đám tang thành ra bị gạch xe đó, các bạn thấy phía trước không? Hình như là qua đoạn này đã qua thuộc Phú Nhân rồi các bạn.